Xin chào mọi người đã đến với kênh công thức pha chế DT Coffee Dĩ An nha. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một món cực kỳ ngon, cực kỳ đẹp mắt luôn. Đó chính là món trà dâu thanh long. Thì món này được kết hợp lại bởi hai nguyên liệu chính đó là dâu và thanh long nha mọi người. Để làm được món này, mọi người chuẩn bị nguyên liệu như sau. Đầu tiên là thanh long nha. Kế tiếp là mứt dâu. Tiếp theo là đường nước và cuối cùng là trà ô long. Thì món này mình sẽ sử dụng trà ô long nha mọi người. Nó sẽ giữ được cái màu đẹp cho ly nước của mình bắt mắt hơn. Ok, mình sẽ vào khâu cách làm nha. Từng bước như sau. Bước đầu tiên, thanh long 5g cho vào bình lắc và sau đó là dầm nhuyễn ra cho mình nha. Bước 2, đường nước 20ml. Và đông thêm mứt dâu 20ml luôn nha. Bước thứ 3 là đá bi 220g và cuối cùng là cốt trà ổ long 100g. Cho hết vào bình lắc và lắc mạnh lên nha mọi người. Sau khi lắc xong thì mọi người sẽ thử vừa uống chưa nha mọi người. Rồi bây giờ sẽ cho ra ly và trang trí lên là xong nha. Thì video kết thúc tại đây, mình xin chúc mọi người thành công nha. Nếu mọi người thấy video này bổ ích, nhớ cho em một lượt thích, một lượt đăng ký để em ra nhiều video hơn nha mọi người. Còn bây giờ thì mọi người xem mẫu bàn ghế của bên em nha. Bye bye mọi người.